nhớ ngày xưa em có đi vô đây một lần rồi, nhưng mà cũng là hẻm cùng. Rồi cô này bán trứng lộn, trứng lộn, hồng vịt lộn, hồng vịt dừa. Họ bán trên chiếc xe ba gác, ba bánh. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang ở đây là đường Trần Hưng Đạo, khu vực Cầu Kho, quận 1. Trước mặt chúng ta đó là cái hãng xe Samco, ngày xưa hình như là hãng mấy hãng xe của Pháp, hiệu Pháp. Hôm nay em có dịp đi đến đây và ghi làm số hình ảnh Sài Gòn buổi chiều trời mưa, gửi đến các anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ đi xe máy nha, xe máy một vòng đi vô cái hẻm bên hông cái sở cứu quả. Ở đây bị vướng cái cây này rồi, chúng ta đi xuống dưới nha. Sài Gòn đang mưa lất phất lất phất. Một lần nữa chúng ta nhìn lại cái khung cảnh của Sài Gòn ngày nay. Biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại gặp lại những cái kỷ niệm xưa của mình ha. Bên kia là hãng xe Lucid, rồi bên kia là hãng xe Toyota. Bên đây vòng vòng đây có cái hẻm ở bên kia. Chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ đi một vòng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng đường Trần Hưng Đạo thông qua cái hẻm số bây giờ số thì thay đổi, không biết bên kia là số mấy nữa. Cái hẻm nó cặp bên hông cái sở cứu quả đó. Đang đi đây là cái mặt đường Trần Đạo, cái bên đó là hẻm 391, hẻm số 4. Đó, bây giờ chúng ta đi qua đường nha. Cái hẻm của chúng ta đi qua là bên kia, ngay cái khoảng giữa hai cái dãy nhà sở cứu quả và cái hãng xe. Bây giờ qua đường nha, bây giờ qua đường hơi hơi đông. Bây giờ Sài Gòn là 5 giờ chiều, mưa, đang mưa, quá trời mưa. Sẵn đi công việc ở gần sở cứu quả này nè, cũng xong việc rồi thì bây giờ sực nhớ đến anh chị và các bạn, chúng ta có một cái yêu cầu để đi vô cái hẻm này. Và hôm nay em mới có dịp thực hiện cái video này. Mong anh chị và các bạn chúng ta thông cảm nha. Chúng ta qua đường thôi. Hình như cái hẻm này là cái hẻm cùng, nhưng mà không biết có phải là cái hẻm này hay không nữa. Nhưng mà em vẫn cứ đi, biết đâu đúng hẻm đó thì các anh chị cho mình, cho em xin cái comment nha. Hẻm này là 258, hẻm trên kia là 268. Hẻm số 258. Rồi chúng ta đi vô hẻm nha. Bên tay trái là hãng xe Lucid, bên tay phải là sở cứu quả. Hẻm này là hẻm cùng thôi. Nhớ ngày xưa em có đi vô đây một lần rồi, nhưng mà cũng là hẻm cùng. À,
ta đi cuối đường coi thế nào ha, rồi mình sẽ hoành lại. Rất là yên tĩnh luôn. Xưa các cô chú anh chị chúng ta ở căn nào trong hẻm này ha, thì hôm nay chúng ta lại có dịp đi vô hẻm này vẫn như ngày xưa là hẻm cùng, không có thông ra được phát diệm ha. Rồi sẵn hành trình hôm nay thì em dẫn anh chị bạn đi một vòng qua cái hẻm hẻm trên nha, hẻm trên đi ra Nguyễn Trãi luôn. Ta nhìn bên kia là hẻm hẻm số 4 đó, hẻm 391, đi vô chợ nhỏ Cầu Kho. Mưa quá, để mặc áo mưa vô mới được. Mưa lớn rồi. Ở Sài Gòn khổ lắm, trời mưa là chúng ta phải trang bị đủ thứ, áo mưa rồi che đậy hàng quá rồi tùm lum tùm la. Bây giờ thì giờ tan sở nên ngoài đường rất là đông. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Các anh chị thấy ở đây người ta cũng dừng lại mặc áo mưa nè. Có lẽ lúc trước thì có những con hẻm thông ra, nhưng mà bây giờ chỉ còn có khoảng một hẻm thôi, một hẻm trên này. Trên thì không ra Nguyễn Trãi. Mình đang đi trong lề nè, trong lề ngày xưa cái lề này là dành cho xe đạp nè. Sau này xe đạp không có nữa, không có chạy nữa. Sài Gòn như bây giờ hiếm xe đạp lắm. Mọi người di chuyển đa phần là xe máy, xe hơi, không có xe đạp ha. Nên bây giờ cái phần bên trong đây trống rỗng à, không có xe chạy. Chúng ta vừa đi qua cái bộ công an á, bộ công an bên tay phải nè, mới vừa xây lại á. Phía trước mình có cái tòa nhà này để rất là lâu rồi nè, không có xây dựng. Chúng ta sẽ quẹo trái nha, có quẹo phải chứ. Đi vô cái hẻm này, thông ra Nguyễn Trãi luôn. Cái hẻm này có rất là nhiều quán cà phê ở đầu hẻm nè. Khúc bên kia thì bán quần áo á,
đồ Sierra đó, có đồ mới nữa. Bên tay phải mình đó là bộ công an mới vừa xây xong. Cái hẻm này chỉ vừa một chiếc xe hơi 4 chỗ nè, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc chạy vô, mà nhà bán quần áo quá trời luôn. Rất là nhiều shop ở đây. Không biết anh chị bạn có ghé đây mua quần áo lần nào chưa ha. Đây có một quán ăn bình dân, quán cơm. Đồ ở đây thì nói chung là có cái rẻ, có cái không rẻ. Thì mắc hay không thì không biết ha. Nhiều khi giá thì giá hàng hóa nó cao, thì đa phần em thấy là tầm trăm mấy ngàn, 200 ngàn. Chúng ta ra đây là đường Nguyễn Trãi nè, đi thẳng đường này chúng ta sẽ đi về Chợ Lớn. Bây giờ Sài Gòn mưa quá. Chúng ta phải đợi chút xíu nha. Bây giờ rất là đông luôn. Cái chỗ này thường xuyên kẹt xe lắm nè. Nếu mà chúng ta đi đâu giờ này thì đỡ, còn sau khi hết mưa là còn đông lắm. Rồi đèn đỏ nữa rồi. Phía trước chúng ta đó là giao lộ Cộng Hòa và Võ Tánh, năm xưa là bây giờ là Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Trãi. Bên tay phải thì xéo bên đây thì chúng ta thấy đó là cái trường Bác Ái ngày xưa đó, bây giờ là trường Cao Đẳng, nó trường Đại học Sài Gòn rồi, đổi tên rất là nhiều lần. Còn bên đây là trường Mầm Non, kế bên đó thì có cái quán phở, phở phở mộng đó. Rồi sau lưng chúng ta đó là bộ bộ công an, bộ nội vụ. Sài Gòn mưa các chị bạn thấy vất vả chưa, nếu không có xe hơi là hỗn loạn. Những người buôn bán ở vỉa hè này nè, rất là vất vả nè, họ bán không được những chiếc nón bảo hiểm này với giá mấy chục ngàn, nhưng mà bán được nhờ ban đêm thôi à. Chứ ban ngày cũng ít người mua. Rất là nhiều đồ thời trang. Con phố này là con phố thời trang, dép giày, dây lịch, rồi bao da, rồi bên tay phải tay trái nè, quần áo, các shop quần áo. Bên tay phải đây có một cái hẻm đi vô cái sân banh. Bây giờ bà con chuẩn bị bán bánh trung thu rồi nè. Bên tay phải mình có cái rạp mới đang làm nè, vàng vàng nè, chuẩn bị bán bánh trung thu đó.
Rồi cô này bán trứng lộn, trứng lộn, phồng vịt lộn, phồng vịt giữa. Họ bán trên chiếc xe ba gác, ba bánh. Rồi một số hình ảnh Sài Gòn trời mưa và cái con hẻm 258 Trần Hưng Đạo đi ra con hẻm thông ra đường Nguyễn Trãi gửi đến chị và các bạn để chúng ta có dịp nhìn lại những con hẻm mà khi mà trời mưa đó rất là buồn. Rồi đi lên kia là chợ Hòa Bình, ô anh chợ Bầu Sen. Riết là đi nhiều quá rồi giờ ra nói lung tung, mong cô chú anh chị các bạn thông cảm nha. Có gì cho em xin cái comment nha, trong quá trình thực hiện video cũng không có thấm khỏi cái trường hợp thiếu sót và sai sót, mong bà con góp ý thông cảm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn cô chú anh chị bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.